Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã trao cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh cho Viettel Hưng Yên vì có thành tích dẫn đầu khối thi đua doanh nghiệp có vốn nhà nước của tỉnh trong năm 2018. Suốt chặng đường 14 năm hoạt động từ năm 2005 đến nay, Viettel Hưng Yên vươn lên dẫn đầu thị phần viễn thông trên địa bàn tỉnh. Viettel Hưng Yên hiện có trên 500 cán bộ nhân viên với trình độ chuyên môn tốt, vận hành trên 900 trạm BTS phát sóng 4G, cùng với đường truyền cáp quang phủ khắp 100% xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh. Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng đã trao cờ thi đua cho Viettel Hưng Yên vì có thành tích dẫn đầu khối doanh nghiệp có vốn nhà nước năm 2018, đồng thời ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Viettel Hưng Yên đã đạt được. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong rằng Viettel Hưng Yên tiếp tục phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch đề ra, tham gia vào công tác cải cách hành chính thông qua công nghệ và hạ tầng viễn thông tiên tiến, thúc đẩy chính phủ điện tử mạnh mẽ như đã phát triển trong lĩnh vực quản lý giáo dục và y tế mà đơn vị đã làm tốt trong những năm qua, đồng thời tiếp tục có những đóng góp vào các hoạt động nhân đạo từ thiện của tỉnh.